chào quý vị khán giả đã quay trở lại với tin tức mới nhất về tình hình dịch COVID-19 trên kênh Sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, biến thể mới B11529 xuất hiện ở Nam Phi mới đây đã khiến cả thế giới trao đảo vì số lượng đột biến cực kỳ cao, kháng khả năng miễn dịch của con người. Hiện tại làn sóng COVID-19 thứ tư vẫn đang tấn công dồn dập các nước châu Âu. Việc siêu biến thể mới này xuất hiện khiến nhiều nước trên thế giới phải có những động thái phòng ngừa, chuẩn bị trước cho nguy cơ làn sóng dịch tiếp theo bùng phát bất cứ lúc nào. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đức, việc áp đặt các hạn chế đi lại đối với Nam Phi và một số quốc gia khác trong khu vực chưa được quyết định là một biện pháp bảo vệ, phòng ngừa cần thiết và chủ động. Một số nước khác cũng cho rằng việc hạn chế nhập cảnh từ các nước châu Phi là cần thiết. Ngay sau khi biến thể mới từ Nam Phi B11529 xuất hiện, các nhà khoa học lập tức bắt tay vào nghiên cứu biến thể mới, trong khi nhiều quốc gia đã áp đặt hạn chế nhập cảnh từ một số nước châu Phi. Trong một loạt các dòng đăng trên Twitter mới đây, văn phòng Tổng thống Nam Phi thông báo Tổng thống Cyril Ramaphosa đã triệu tập Hội đồng Chỉ huy chống virus corona quốc gia (NCCC) vào chủ nhật để đánh giá những phát triển, bao gồm cả những phát triển khoa học liên quan đến biến thể mới. Tổng thống Ramaphosa kêu gọi người dân tự bảo vệ mình trước COVID-19, trong khi các nhà khoa học làm việc để xác định những gì họ có thể tìm hiểu về biến thể mới. Kết quả của các cuộc thảo luận NCCC và cuộc tham vấn sẽ được thông báo trong những ngày tới. Văn phòng Tổng thống đã twitter. Các nhà khoa học Nam Phi cho biết, hôm thứ Năm, B11529 có nhiều đột biến có thể giúp nó né tránh phản ứng miễn dịch của cơ thể và làm nó dễ lây lan hơn. Trong khi biến thể Delta có hai đột biến và biến thể Beta có 3 đột biến, thì biến thể B11529 có ít nhất 32 đột biến protein. Các nhà khoa học cho biết, những người trẻ hơn dường như đang nhiễm và lây lan biến thể mới, nhưng những tuần tới sẽ là chìa khóa để xác định mức độ nghiêm trọng của biến thể này. Tại Đức, Bộ trưởng Y tế và Giám đốc Cơ quan Liên bang về Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh, Viện Colbert Court RKI, đã được hỏi về biến thể B115 trong cuộc họp báo hàng tuần của họ vào thứ Sáu. Bộ trưởng Y tế Jens đã nói với các phóng viên ở Berlin trong cuộc họp báo hàng tuần của họ rằng số lượng đột biến cao được ghi nhận ít nhất là nguyên nhân gây lo ngại sơ bộ, ngay khi các cuộc thử nghiệm đang diễn ra để xác định khả năng lây truyền của nó hoặc mức độ kháng vaccine của biến thể mới. Theo ông Span, quyết định của Đức áp đặt các hạn chế đi lại đối với Nam Phi và một số quốc gia trong khu vực chưa được quyết định là một biện pháp bảo vệ phòng ngừa cần thiết và chủ động. Ông kêu gọi bất kỳ ai mới trở về từ miền Nam Châu Phi, kể cả cách đây 10 đến 20 ngày, hãy tự cách ly và xét nghiệm PCR. Giám đốc viện Robert Koch RKI, Lothar cho biết thêm, một số đột biến gen xuất hiện ở biến thể mới gợi ý rằng có thể có tốc độ lây truyền cao hơn và có những đột biến khác vẫn chưa rõ ràng về ý nghĩa sinh học của chúng. Điều đó có nghĩa là chúng tôi thực sự rất lo ngại. Trong một tuyên bố vào hôm thứ Sáu, Bộ Y tế Israel cho biết đã phát hiện trường hợp đầu tiên của biến thể mới ở một người trở về từ Malawi. Người này cùng hai người khác nghi ngờ nhiễm là biến thể này đều đã được tiêm phòng đầy đủ và đang được kiểm dịch. Thủ tướng Israel Nathalie Bennett đã tổ chức các cuộc tham vấn với các chuyên gia y tế vào hôm thứ Sáu liên quan đến biến thể này ngay khi nhận thông báo về một trường hợp nhiễm biến thể mới xuất hiện ở trong nước. Rất nhiều quốc gia ở quốc gia châu Á và châu Âu, bao gồm Đức, Cộng hòa Czech, Italy, Anh, đã nhanh chóng áp đặt các hạn chế nhập cảnh từ một số nước châu Phi vào thứ Sáu sau sự xuất hiện của biến thể này. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, EU đã ngừng di chuyển bằng đường hàng không từ toàn bộ khu vực Nam Phi trong bối cảnh lo ngại về biến thể Nam Phi mới được phát hiện. Trước sự xuất hiện của biến thể mới Nam Phi B11529, cơ quan y tế EU cảnh báo biến thể này có nguy cơ lây lan cao và tác động có thể rất lớn với châu Âu. Trong báo cáo đánh giá mối đe dọa từ biến chủng Omicron mới đây, Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu ECDC cho biết, dựa trên khả năng các vaccine COVID-19 hiện nay có thể không chống lại được chủng mới, cùng thực tế là nó có nguy cơ dễ lây truyền hơn. Cơ quan đánh giá khả năng xâm nhập và lây lan trong cộng đồng của chủng mới tại Liên minh châu eu khu vực kinh tế châu Âu EEA ở mức cao. Trong trường hợp biến chủng Delta lại trỗi dậy ở EU và EEA, tác động từ sự xâm nhập và khả năng lây lan rộng hơn của chủng Omicron có thể rất cao. ECDC cho biết thêm, EA bao gồm các nước thành viên EU cùng Iceland, Liechtenstein và Na Uy. Tuy nhiên, ECDC lưu ý rằng vẫn có sự thiếu chắc chắn đáng kể liên quan đến mức độ lây nhiễm, hiệu quả của vaccine, nguy cơ tái nhiễm và những đặc tính khác của biến chủng Omicron. Ngoài Nam Phi và Botswana, nơi biến chủng Omicron được phát hiện lần đầu, vào ngày 11 tháng 11, biến chủng mới cũng được tìm thấy tại Israel, Hồng Kông và Bỉ, một thành viên của EU. ECDC kêu gọi các nước tiến hành giải trình tự trên và truy vết các ca nhiễm, đồng thời kêu gọi người dân không đến những khu vực bị ảnh hưởng. Slovenia, Nước chủ tịch EU hiện nay cũng thông báo trên Twitter rằng, một ủy ban chuyên gia y tế đã nhất trí cần áp đặt hạn chế tạm thời đối với toàn bộ hoạt động nhập cảnh vào EU từ khu vực phía nam châu Phi. Bảy quốc gia chịu ảnh hưởng bao gồm: Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, Nam Phi và Zimbabwe. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đặt tên cho biến chủng B11529 được phát hiện lần đầu tại châu Phi là Omicron, đồng thời phân loại đây là biến chủng đáng lo ngại, mức nghiêm trọng nhất. Danh sách biến chủng đáng lo ngại của WHO gồm Delta, Alpha, Beta và Gamma. Biến chủng này có 32 đột biến trong protein gai, phần mà hầu hết vaccine sử dụng để tạo khả năng miễn dịch chống nCoV. Các đột biến protein gai có thể ảnh hưởng tới khả năng nhiễm và tốc độ lây lan của virus, cũng như khiến tế bào miễn dịch khó tấn công, mầm bệnh hơn. Ngoài một số nước như là Áo, Cộng hòa Séc, Anh, Ý, Hà Lan có hành động hạn chế các chuyến bay đến từ khu vực Nam Phi, thì thêm một số quốc gia khác cũng đã bắt đầu áp hạn chế đi lại này. Các quan chức Liên minh châu EU vừa tổ chức cuộc họp khẩn và nhất trí hối thúc toàn bộ 27 nước thành viên hạn chế hoạt động di chuyển từ miền Nam Châu Phi vì biến thể B11529 Nam Phi. Trước đó, Áo, Czech, Đức, Italy, Cyprus, Hà Lan và Anh đã đình chỉ các chuyến bay từ khu vực này. Mỹ và Canada cũng siết chặt hạn chế đi lại từ khu vực. Các biện pháp của Mỹ sẽ có hiệu lực từ ngày 29 tháng 11. Nhật Bản thông báo yêu cầu cách ly 10 ngày đối với người đến từ phía Nam Châu Phi. Philippines đình chỉ các chuyến bay, còn Arab Saudi những tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, Jordan và Maroc cùng áp dụng lệnh cấm đi lại. Các quốc gia chịu ảnh hưởng của lệnh cấm bao gồm Nam Phi, Botswana, Eswatini, Swaziland, Selotho, Namibia, Zambia, Mozambique và Malawi và Zimbabwe. Bộ Y tế Nam Phi gọi động thái gấp rút áp đặt lệnh cấm đi lại là hà khắc. Brazil sau đó cũng tuyên bố đóng biên giới với người đến từ 6 quốc gia trên, bắt đầu từ ngày 29 tháng 11. Chính phủ Australia được cho là sẽ thông báo biện pháp hạn chế đi lại mới vào cuối ngày hôm nay. Giới chức Nam Phi bày tỏ quan ngại sâu sắc về biến thể mới và nhận định biến chủng là nguyên nhân khiến số ca nhiễm tăng theo cấp độ số nhân ở nước này. Giới khoa học đang chạy đua xác định mối đe dọa từ chủng mới này và có cần điều chỉnh các loại vaccine COVID-19 hiện tại hay không. WHO cho biết có thể mất vài tuần để hiểu về chủng mới và đề nghị không vội áp hạn chế đi lại khi còn ít bằng chứng khoa học. BioNTech và Pfizer cho biết đang nghiên cứu biến thể B11529 và sẽ quyết định có nên điều chỉnh vắc xin hay không chậm nhất trong 2 tuần. Moderna thông báo sẽ phát triển mũi tăng cường chuyên đối phó với biến thể mới này, một trong ba chiến lược giải quyết mối đe dọa từ biến chủng mới của hãng. Với lệnh hạn chế đi lại người đến từ các nước Nam Phi, những hành khách từ Nam Phi bị hãng không cho xuống sân bay Schiphol ở Amsterdam do những lo ngại về biến thể mới có khả năng lây nhiễm cao. Paula Zimmerman, hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Hà Lan KLM vừa qua đã đăng video cho thấy giới chức sân bay Schiphol đã chặn hành khách rời khỏi chuyến bay khởi hành từ Cape Town, Nam Phi, vừa hạ cánh nhưng không được phép rời máy bay. Zimmerman viết trong video của Zimmerman, một thành viên của phi hành đoàn nói. Chuyến bay từ Cape Town của chúng ta không thể vào Hà Lan mà không đi kèm các biện pháp hạn chế. Mọi người đang tìm hiểu làm thế nào cho đúng và tôi sẽ báo ngay cho quý khách khi nhận được thông tin. Sau 4 tiếng chờ đợi quyết định cuối cùng từ hãng hàng không, các hành khách từ Nam Phi đã được phép xuống máy bay giới chức skifone sau đó đã thông báo đã chuyển các hành khách từ nam phi tới một địa điểm an toàn hành khách được cung cấp đồ ăn thức uống họ đã làm xét nghiệm ncov đại diện sân bay skifone đăng trên twitter người phát ngôn của hãng hàng không klm cho biết chuyến bay từ cape town và một chuyến khác từ johannesburg ở nam phi đáp xuống sân bay skifone đều bị giữ lại để chờ biện pháp phù hợp các hành khách được Bộ Y tế Hà Lan di chuyển bằng xe buýt riêng và đang cách ly trong lúc chờ kết quả xét nghiệm. Biến chủng mới ở Nam Phi đã được Tổ chức Y tế WHO xếp vào danh sách đáng lo ngại với khả năng kháng vaccine. Trước tình trạng đó, BioNTech và một số nơi khác cũng đang bắt đầu điều chỉnh vaccine cho thời gian sớm nhất với mong muốn có thể xử lý được biến chủng này. BioNTech đối tác phát triển vaccine COVID-19 với Pfizer cho biết họ có thể cập nhật vaccine trong 6 tuần nếu biến thể mới Nam Phi tránh được hệ miễn dịch. BioNTech bổ sung rằng họ đang kiểm tra liệu vaccine COVID-19 mà công ty hợp tác phát triển với hãng dược phẩm Mỹ Pfizer có hiệu quả với biến thể Nam Phi B.1.1.529 hay không. Kết luận dự kiến được đưa ra trong vòng 2 tuần. Biến thể mới có tới 32 đột biến trong protein gai dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng nhiễm và tốc độ lây lan của virus, cũng như khiến tế bào miễn dịch khó tấn công mầm bệnh hơn. Hãng dược phẩm Mỹ Moderna cho biết, họ cũng đang thử nghiệm 3 ứng viên vaccine tăng cường với mục tiêu phát triển loại vaccine tăng cường mới dành riêng cho chủng mới Nam Phi. Stefan Benzel, giám đốc điều hành của Moderna cho hay, Ngay từ đầu chúng tôi đã nói rằng trong lúc tìm cách đánh bại đại dịch, Chúng ta bắt buộc phải chủ động khi virus tiến hóa. Các đột biến trong biến chủng Omicron đang gây lo ngại. Chúng tôi đang hành động nhanh nhất có thể để thực hiện chiến lược xử lý biến chủng này. Hãng Johnson Johnson cũng xác nhận đang thử nghiệm hiệu quả vaccine COVID-19 của họ trước biến chủng mới để đánh giá liệu có cần cập nhật vaccine hay không. Trong khi đó, hãng AstraZeneca đang tiến hành nghiên cứu tại Botswana và Eswatini. Các nước phía Nam Châu Phi đã phát hiện chủng mới Nam Phi nhằm thu thập dữ liệu thực tế hiệu quả của vaccine AstraZeneca trước biến chủng mới. Nỗi lo ngại biến chủng mới đã thúc đẩy hàng loạt quốc gia áp dụng hạn chế đi lại đối với các nước phía Nam Châu Phi. Tuy nhiên, Bộ Y tế Nam Phi gọi động thái gấp rút áp đặt các biện pháp cấm đi lại là hạ hà khắc. Hành động phản ứng trước biến thể mới Nam Phi của các nước trên thế giới là một hành động kịp thời, hợp lý trong thời điểm diễn biến dịch đang vô cùng căng thẳng hiện nay. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức mới nhất về biến chủng SARS-CoV-2 mới có nguồn gốc từ Nam Phi này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.